Tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Tại điểm cầu Lâm Đồng có đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các huyện ủy, thành ủy, các xã, thị trấn tại 5 điểm cầu cấp tỉnh và điểm cầu các địa phương trong tỉnh. Buổi sáng ngày 4 tháng 12, các đại biểu dự hội nghị được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung nêu rõ, qua 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không ngừng được củng cố, nâng cao. Quốc phòng an ninh mở rộng, đối ngoại được thực hiện hiệu quả. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, những kết quả đạt được đã khẳng định sự đúng đắn trong đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cùng với sức mạnh đoàn kết của toàn dân. Những nội dung của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiếp tục đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đồng thời hoàn thiện chủ trương chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt chuyên đề về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Qua hơn 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Kinh tế xã hội phát triển toàn diện và hài hòa, đời sống nhân dân được cải thiện, nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về chính sách xã hội ngày càng đầy đủ và sâu sắc. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những hạn chế, quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu về công tác nâng cao chất lượng chính sách xã hội trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống an sinh xã hội, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau. Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trình bày chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày chuyên đề về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung nghị quyết đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, các chuyên đề được các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước trình bày truyền đạt tại hội nghị toàn quốc rất quan trọng, qua đó để cấp ủy tổ chức đảng các cấp nhận thức rõ nội dung ý nghĩa của nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định. Thông qua việc nghiên cứu học tập quán triệt nhằm định hướng đến cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan đơn vị, tổ chức và nhân dân, xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện các nghị quyết kết luận của hội nghị Trung ương 8 khóa 13, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết kết luận nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Theo chương trình, sáng ngày 5 tháng 12, các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.